Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kỳ Quy Truyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 268, sự thay đổi của yêu yêu con mắt của thần, Chu Nguyên Thánh Long chi thể. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Thánh cung, cung chủ Thánh Nguyên, năm đó, tồn tại khủng bố gần như không thể chống lại kia, bây giờ đã không còn quá đáng sợ. Nghĩ tới chuyện năm xưa, trong mắt Chu Nguyên hiện lên khí lạnh, đối với kẻ cầm đầu làm hại yêu yêu phải ngủ say. Chu Nguyên vẫn luôn nhớ kỹ. Trong lúc Chu Nguyên đang suy nghĩ, thân ảnh thôn thôn đã lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, uể oải ngáp. Chu Nguyên thấy nó, cười nói, đi thôi, về nhà, yêu yêu còn đang chờ chúng ta về. Sau khi chào hỏi với mấy người tụ ấu vi, Chu Nguyên trực tiếp lướt về phía đường hầm không gian đối tới thành chư thiên kia. Không có người ngăn cản hắn, ánh mắt của các thánh giả cũng nhìn lướt qua liền rút đi. Bọn họ cũng hiểu Chu Nguyên đang đi đâu, cũng vui vẻ để Chu Nguyên đi làm như vậy. Dù sao, với chư thiên bây giờ mà nói, thì việc an ủi vị đệ tam thần kia là việc quan trọng nhất mà nhìn khắp chư thiên cũng chỉ có mình chu nguyên là có thể khiến cho đệ tam thần quan tâm chu nguyên bước ra khỏi đường hầm không gian đặt chân lên thành chư thiên hắn không hề dừng lại mà đi thẳng tới chỗ tiểu viên u tĩnh kia hắn hạ xuống trước cửa viện sau đó chậm lại bước chân đi vào bên trong trong viên giường hoa vẫn cứ trói lọi ở vị trí trung tâm yêu yêu nhắm mắt nằm lẳng lặng trên ghế gương mặt trắng nõn như ngọc xinh đẹp tuyệt mỹ ánh nắng chiếu rọi xuống làm như người nàng như khoác một tầng ánh sáng Chu Nguyên bước nhẹ chân đến bên cạnh nàng, hắn có thể cảm nhận được một chút mỏi mệt hiện lên giữa đôi lông mày đang cau lại của yêu yêu. Hiển nhiên, việc sử dụng loại lực lượng kia khiến cho nàng phải gánh chịu thống khổ. Hắn đưa tay, cầm lấy đôi tay nhỏ lạnh bớt như ngọc của yêu yêu, nói khẽ. Về sau nàng cố gắng đừng lạm dụng loại lực lượng kia nữa. Tay nhỏ của yêu yêu bắt lấy tay Chu Nguyên, sau đó miệng hơi nhét, ừ nhẹ một tiếng. Chu Nguyên cười nói, làm gì mà vẫn cứ nhắm mắt lại thế. Yêu yêu do dự một chút, nói, sợ, sẽ làm ngươi giật mình ánh mắt chu nguyên ngưng lại nói sao thế nàng mau mở mắt ra nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của chu nguyên yêu yêu chỉ có thể chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy con mắt phải của nàng vẫn còn như thường vẫn cứ trong suốt thanh tịnh nhưng con mắt bên trái lại biến thành một mảnh tinh không vô tận trong đó như đang có địa phong tủy hóa diễn sinh thiên địa huyền hoàng sinh diệt một luồng uy áp làm người ta run sợ tràn ra chỉ là nhìn thoáng qua chu nguyên đã cảm thấy sợ hãi khó tả tưởng như có một tồn tại kinh khủng đang nhìn chằm chằm hắn con mắt thâm thúy cổ kia như tinh không kia trông giống như con mắt của thần chu nguyên kinh ngạc nhìn con mắt trái tràn đầy cổ lão thần bí tựa như con mắt của thần của yêu yêu cảm nhận sự lạnh nhạt áp lực ập vào mặt cảm giác tựa như đôi mắt ấy xuất phát từ chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh điều này làm chu nguyên cảm thấy rất khó chịu phù nhưng cuối cùng chu nguyên vẫn thở sâu một hơi đè lại cảm xúc khó chịu nắm lấy tay nhỏ của yêu yêu trầm giọng hỏi đây là chuyện gì xảy ra yêu yêu nói khẽ hẳn là vì trước đó sử dụng lực lượng quá lớn khiến cho tốc độ khôi phục thần tính trở nên nhanh hơn chu nguyên trầm mặc lại có lẽ đối với yêu yêu thần tính dần khôi phục cũng đồng nghĩa với việc nàng có được một sức mạnh trí cao nhưng ai cũng không biết liệu rằng sau khi thần tính khôi phục hoàn toàn thì ý thức hôm nay của nàng có còn giữ lại được hay không xin lỗi tại thực lực của ta còn chưa đủ sắc mặt chu nguyên trở nên đáng chát nếu hắn có đủ thực lực vậy cũng không cần yêu yêu phải ra tay yêu yêu hơi nghiêng đầu một sợi tóc dài rủ sống che lại con mắt bên trái nàng rỗi cánh tay nõn nà lạnh buốt đặt lên bên mặt chu nguyên ánh mắt nhìn hắn nói chu nguyên về sau đừng tự trách mình như thế nữa ta biết chàng cố gắng hơn bất kỳ ai ta cũng biết chàng rồi cũng sẽ mạnh lên không hề thuốc kém bất cứ ai ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa những năm gần đây có thể nói yêu yêu là một trong những người hiếm hoi chứng kiến sự trưởng thành của chu nguyên từ một thiếu niên cả tắm mạch còn chưa mở được đến bây giờ danh chấn chư thiên Người ngoài chỉ biết hắn sáng tạo từng kỳ tích một, nhưng lại không rõ vì đạt được những kỳ tích đó mà Chu Nguyên đã phải cố gắng, vượt qua bao trông gai như thế nào. Có thể nói rằng sau mỗi kỳ tích là một lần dùng mạng sống của mình để đổi lấy. Mặc dù Chu Nguyên luôn tự khoe bản thân mình là người ăn cơm chùa lớn nhất chư Thiên, nhưng yêu yêu hiểu, thực ra đó là một lời động viên của Chu Nguyên dành cho chính mình. Hắn sẽ không từ bỏ việc thu ngắn khoảng cách gần như một trời một vực giữa hắn và nàng. Mặc dù trên con đường này tràn đầy gai góc, ngăn cản trùng điệp, thương tích đầy mình Hắn vẫn kiên nhẫn tiến về phía trước, đây cũng là một trong những phẩm chất mà Yêu Yêu thích nhất ở Chu Nguyên. Những năm gần đây, thần tính dần khôi phục, Yêu Yêu càng ngày càng trở nên lạnh lùng, nhưng bởi vì có Chu Nguyên ở bên cảm nhiễm, nàng vẫn còn có thể giữ lấy chút nhân tính. Có thể nói, tại trong lòng Yêu Yêu, Chu Nguyên là ngọn đèn chỉ dẫn nàng đi tiếp, chống lại sự ăn mòn cùng cô tịch của thần tính. Chu Nguyên cảm nhận được cảm giác lạnh bốt truyền tới từ trên tay Yêu Yêu, cười với nàng một tiếng, cũng không phải hắn yếu mềm gì, chỉ là lúc nãy nhìn thấy sự thay đổi của Yêu Yêu không nhịn được đau lòng mà thôi. Hắn nhanh chóng bình phục tâm tình, nghiêm túc nói. Về sau nếu không cần thì không nên dùng loại lực lượng này nữa. Yêu yêu, nàng phải nhớ kỹ, mặc dù mọi người đều coi nàng là hy vọng cuối cùng của chư thiên, nhưng không có bất cứ ai có quyền có thể ép nàng làm gì cả. Ta tin rồi sẽ có người đứng ra gánh vác, mà nếu quả thật đến thời điểm chư thiên đã không còn người như vậy, vậy thì sắc mặt chu nguyên nặng nề mà quyết tuyệt, nói, thà rằng hủy diệt cũng còn hơn là trốn trong góc kéo dài hơi tàn. Yêu yêu kinh ngạc nhìn Chu Nguyên, sau một lúc lâu, khóe môi mới hơi cong cong lên, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, nàng biết kỳ vọng của chư thiên này đối với mình, mà mặc dù bản thân nàng không thích, nhưng cũng không thể trốn trách trách nhiệm thuộc về mình này. Như bây giờ, Trung Nguyên lại nói, hắn ủng hộ nàng làm ra bất cứ lựa chọn nào mà không phải nhất nhất tuân theo trách nhiệm trói buộc kia. Điều này nói rõ, trong lòng Chu Nguyên, nàng còn quan trọng hơn cả chư thiên này. Mà nàng cũng hiểu, mặc dù tên ngốc này nói sẽ có người đứng ra gánh vác, nhưng rõ ràng người đứng ra này chỉ chính là hắn hai tay tinh tế của yêu yêu đột nhiên rỗi ra vòng lấy cổ chu nguyên đôi môi đỏ in lên mang tới cảm xúc mềm mại lạnh buốt khiến cho thần hồn người ta không nhịn được ủn dày chu nguyên ngẩn người không ngờ tới ngày thường lạnh nhạt như nàng lại cũng có thể chủ động được như vậy nhưng bây giờ mà còn nghĩ tới mấy thứ này thì cũng quá ngu thế là chu nguyên không hề do dự đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia đáp lại nhiệt tình thưởng thức cảm xúc ngọt ngào kia chỉ là phần thưởng này cũng không kéo dài bao lâu một lát sau yêu yêu đã ngửa đầu vẻ mặt hồng hồng tránh đi chu nguyên kết thúc rồi chu nguyên không thỏa mãn nói trên gương mặt xinh đẹp như sứ trắng kia của yêu yêu càng hồng hơn nàng cười như không cười nói không nữa à chu nguyên gật mạnh đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng kia thấy so sánh với cô nàng võ giao cực kỳ thích hợp với thánh long khí kia của chàng thì bên nào càng không nữa hơn yêu yêu mỉm cười đưa ra một câu hỏi đầy chết chóc chu nguyên nghe thấy yêu yêu hỏi vậy toàn thân lạnh cả người thậm chí không nhịn được dùng mình một cái lại nhìn vẻ mặt cười như không cười kia của yêu yêu đầu cứng ngắc một lúc sau đó lắc mạnh đầu nói ta không hiểu nàng đang nói gì chu nguyên nghiêm túc nói lúc trước ta bị trọng thương hoàn toàn hôn mê nào biết được cô nàng kia đã làm gì với ta trượt lại ra vẻ nhíu mày chẳng là cô nàng này thừa cơ làm chuyện gì đó quá đáng với ta thật là đáng giận mất công ta tín nhiệm nàng ta như thế xem ra sau này hai chúng ta không còn có thể làm bạn nữa rồi yêu yêu nhìn chu nguyên diễn một trận không khỏi vừa tức vừa buồn cười lắc đầu nói dù sao người ta cũng từng cứu chàng một lần rồi chu nguyên nghe ra yêu yêu cũng không có ý gì khác thế là giả trầm ngâm một lát ra vẻ miễn cưỡng nói thôi được tạm thời coi như không có gì hy vọng về sau nàng kia có thể ăn năn sửa sai yêu yêu lườm hắn một chút cũng không nói thêm về vấn đề này hỏi ban thưởng của chàng đều bị lão đầu kim la kia chiếm rồi à chu nguyên nghe vậy từng nàng còn muốn đi gây sự với kim la cổ tôn vội vàng nói lần này ta có thể đột phá lên pháp vực cảnh thì cũng coi như là thu hoạch lớn nhất rồi thế nên cũng không cần phần thưởng nào khác nữa. Thật ra đối với Trung Nguyên bây giờ, Tổ Long Hồn Tủy vẫn là tài nguyên tu luyện thiết yếu bởi vì hắn cũng mới chỉ bước vào cảnh giới pháp vực mà thôi, còn chưa nhập thánh, nên còn cần tích lũy nội tình. Nhưng hắn cũng hiểu nỗi khó xử của Kim La Cổ Tôn, dù sao hắn chém giết từ Bắc Diễn trước mặt nhiều người như vậy, mà Kim La Cổ Tôn thân là một trong ba người cầm quyền của quy khư thần điện, ông ấy không thể thiên vị cho bất cứ ai được. Yên tâm đi, ta cũng không có hứng đi làm khó ông ta, yêu yêu vươn người đứng dậy, vén tóc lên, cột thành mái tóc đuôi ngựa, đồng thời để lại một lọn tóc rủ xuống che lấy con mắt trái. cộng thêm bộ quần áo màu đỏ tía nàng đang mặc, làm cho nàng trở nên xinh đẹp anh khí bừng bừng. nhưng yên tâm, rồi thì ông ta cũng sẽ phải trả lại phần thưởng thôi. yêu yêu chừng trung nguyên một cái, nói chúng ta có thể không cần phần thưởng của bí cảnh thạch long, nhưng bọn họ chiếm được nhiều tan hồn tổ long như vậy, về sau chẳng phải còn cần phải nhờ chúng ta luyện chế tổ long đan hay sao? đó là một công việc hết sức nặng nhọc mà để làm được thì quy khư thần điện cũng phải trả công xứng đáng chữ ta cũng không có hứng thú làm không công cho người khác đâu chu nguyên nghe vậy không khỏi giật mình mặc niệm một tiếng cho kim la cổ tôn hiển nhiên mặc dù yêu yêu nói không thèm để ý nhưng lại khắc ghi trong lòng kim la cổ tôn muốn tránh cũng tránh không được sau khi cuộc chiến tại bí cảnh thạch long kết thúc kết quả của nó cũng lập tức truyền khắp chư thiên khiến cho dư luận chư thiên không khỏi sôi trào mặc dù nếu bàn về số người tham dự thì đây không phải là một cuộc chiến tranh lớn nhưng nếu bàn về chất lượng thì có thể nói là đỉnh tiêm đương thời bởi vì trong các thành viên tham chiếm người kém nhất cũng là nguyên anh cảnh nói theo một ý nghĩa nào đó đây đã có thể được coi như một lần va chạm chính diện giữa lực lượng đỉnh tiêm của hai bên đối với thánh tộc người chư thiên vẫn luôn mang theo cảm giác kiêng kỵ bởi vì nhìn khắp sự tích truyền lại từ thời viễn cổ thánh tộc vẫn luôn thật cường đại mà chư thiên luôn là bên yếu khá là chật vật những năm gần đây thánh tộc xuất hiện ngày càng nhiều mà người tinh ý đã nhận ra đây là dấu hiệu mưa gió sắp tới đối với chuyện này Thế lực khắp Chư Thiên đều ôm tâm thái khá bi quan cùng lo lắng, mà sau trận thắng tại bí cảnh Thạch Long này, sĩ khí Chư Thiên không khỏi đại chấn, tối thiểu nhất mọi người hiểu được, mặc dù thánh tộc rất mạnh, nhưng bên Chư Thiên không phải là không thể chống lại. Thế là trong khoảng thời gian này, thông tin về các trận chiến tại bí cảnh Thạch Long truyền khắp Chư Thiên, mà thế lực khắp Chư Thiên cũng vì thế mà biết tới trận chiến kinh thiên động địa giữa Chu Nguyên và Thái Hiên. Lần này, tên của Chư Thiên triệt để vang vọng Chư Thiên, trước đó, Chu Nguyên cũng được coi là người khá nổi danh nhưng mới chỉ hạn chế ở cấp độ nguyên anh cảnh về phần pháp vực cảnh thì phần nhiều vẫn bị coi nhẹ nhưng sau lần này ngay cả các cường giả pháp vực của chư thiên cũng không dám nghĩ như vậy nữa bởi vì bọn họ hiểu rõ chu nguyên đánh bại thái hiên là thể hiện điều gì chu nguyên sẽ trở thành nhân vật đệ nhất chư thiên chỉ dưới thánh giả mặc dù rất nhiều cường giả pháp vực chưa thể tham dự trận chiến tại bí cảnh thạch long cảm thấy điều này thật khó tin tưởng dù sao tại trước lúc tham chiến Chu Nguyên mới chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi, rất khó có thể tưởng tượng là một người vừa mới đột phá lên pháp vực cảnh lại có thể mạnh hơn rất nhiều pháp vực cảnh giới thứ ba đỉnh tiêm. Nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không thì sự thật vẫn không thể chối cãi được, nên những cường giả pháp vực vốn tâm cao khí ngạo này cũng không thể không thu tính tình cùng sự hoài nghi của mình lại. Trần Chính công nhận Chu Nguyên, có thể nói qua chiến dịch này, danh vọng của Chu Nguyên đạt tới đỉnh phong, thần nữ các hạ, chuyện luyện chế tổ long đan phải nhờ nhiều vào ngài rồi, không ngoài dự đoán. Sau khi cuộc chiến tại bí cảnh Thạch Long kết thúc, kim la cổ tôn lập tức mang thạch long tới tìm yêu yêu dù sao trong khắp chư thiên cũng chỉ có yêu yêu mới có thể luyện chế tổ long đan tại trong tiểu viện yêu yêu lãnh đạo nhìn kim la cổ tôn đang ngồi cười hiền lành trước mặt mình mà dưới cái nhìn của nàng vị trí tôn quy khư thần điện này cũng không khỏi ngượng ngùng ta sẽ không nhắc tới chuyện của chu nguyên nữa yêu yêu mở miệng nói kim la cổ tôn nghe vậy thở vào một hơi nhưng sau khi nghe được câu nói tiếp theo thì khuôn mặt không khỏi méo mó lên chỉ là các người thật coi ta là cu ly muốn dùng lúc nào thì dùng à Trước đây chỉ là luyện chế lượng nhỏ tổ long đan thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nếu muốn luyện chế tất cả chỗ tàn hồn tổ long này thành tổ long đan, vậy dù là ta ra tay toàn lực, cũng phải mất ít nhất nửa năm. Yêu yêu cao mày nói, Kim La Cổ Tôn vốn là nhân vật sống lâu không biết bao nhiêu năm, vừa nghe yêu yêu nói vậy liền hiểu ý, thế là chỉ có thể cười khổ nói. Nếu thần nữ có yêu cầu gì thì cứ việc nói, yêu yêu gật đầu, nói, 20 giọt tổ long hồn tủy, ngoài ra còn muốn ngờ Kim La Cổ Tôn mang vật này về quy khư thần điện mời các vị thánh giả đồng loạt ra tay luyện chế thăng cáp nó lên thành thánh vật chân chính nàng xoe bàn tay ra chỉ thấy trong lòng bàn tay có ngân quang phun tròa hóa thành một viên cầu bạc có đầy đường vân cổ xưa đây chính là ngân ảnh của chu nguyên vật này đi theo chu nguyên nhiều năm rồi không ngừng được tiến hóa đến bây giờ đã có tiềm lực trở thành thánh vật nhưng muốn tiến hóa lên thánh vật cũng không phải chuyện dễ cần tiêu phí rất nhiều thiên tài địa bảo đồng thời còn cần thánh giả dùng thánh lực để rèn luyện mới được mà đem chuyện này giao cho quy khư thần điện thì hoàn toàn hợp lý kim la cổ tôn nghe thấy điều kiện của yêu yêu lông mày không khỏi giật giật tổ long hồn tùy vô cùng chân quý lần này có rất nhiều cường giả pháp vực tham chiến nhưng lại chỉ có số ít đếm được trên đầu ngón tay người mới có thể nhận được một ít nhiều lắm cũng chỉ một hai giọt mà thôi mà bây giờ yêu yêu lại đòi tới hai mươi giọt hơn nữa đừng quên lúc chu nguyên đột phá dưới lòng đất đã nuốt mất mấy chục giọt rồi có thể nói chỉ sợ là có tới một phần mây tổ long hồn tủy thu được từ bí cảnh thạch long đều về tay chu nguyên rồi về phần việc luyện chế thánh vật đây cũng không phải là chuyện dễ dàng dù rằng nội tình của quy khư thần điện khá hùng hậu nhưng việc này còn cần nhờ tới thánh giả ra tay nhìn khắp chư thiên phàm là chuyện cần tới thánh giả thì đều không là chuyện đơn giản cũng chỉ có quy khư thần điện là có đủ thực lực điều động kim la cổ tôn nhìn thoáng qua chu nguyên đang ngồi một bên chỉ thấy tên này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tự như lão tăng nhập định không để ý tới chuyện bên ngoài cuối cùng Kim La Cổ Tôn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ông ấy cũng hiểu ra, không có kẻ mặc cả, chỉ cười khổ nói. Yêu cầu của thần nữ quả không hề đơn giản, thôi được, ta thay mặt quy khư thần điện nhận điều kiện này. Chu Nguyên ở bên nghe vậy, cảm thán nói. Không hổ là quy khư thần điện, giàu có đại khí vượt sức tưởng tượng. Kim La Cổ Tôn tức giận nhìn tên được tiện nghi còn khoe khoang này một chút, với thân phận của thần nữ thì hiển nhiên là không còn cần tới tổ long hồn tùy làm gì, mà nàng đòi hỏi hồn tùy cũng là vì cho cái tên này nhưng thật ra trong lòng Kim La Cổ Tôn cũng không ghét chuyện này. Dù sao ông cũng hiểu rõ công lao của Chu Nguyên Tại trong trận chiến này là lớn đến mức nào, trước đây chặt đất ban thưởng của hắn cũng vì để cho người ngoài không có ý kiến gì, bây giờ nếu đã có cớ, thì Kim La Cổ Tôn cũng không để ý đưa trả phần thưởng cho người xứng đáng. Dù sao Kim La Cổ Tôn cũng rất xem trọng tiềm lực của Chu Nguyên, có lẽ đợi qua một thời gian nữa, cái tên này có thể bước lên cảnh giới tam liên, trở thành một trong những người đứng đầu cầu quy khư thần điện. Thấy Kim La Cổ Tôn đáp ứng rất khoát như vậy, vẻ mặt lạnh lùng của yêu yêu cũng dịu đi một chút nàng gật đầu nói nếu vậy cứ giao việc luyện chế tổ long đan cho ta đi thấy yêu yêu gật đầu dù là người đã trải qua nhiều sóng gió như kim la cổ tôn cũng không khỏi thầm thở vào một hơi thật khó hầu hạ vị thần nữ các hạ này cũng may cuối cùng nàng đáp ứng luyện chế tổ long đan bằng không quy khư thần điện gian khổ chiếm được thạch long về cuối cùng lại không có người luyện chế chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ thì quá lỗ vậy làm phiền thần nữ các hạ rồi kim la cổ tôn gật đầu nói khách sau một câu sau đó cũng không ngồi thêm trực tiếp rời đi chỉ là nhìn dáng vẻ ông ấy sao giống như đang chạy trốn mất dạng rõ ràng là lo sợ yêu yêu lại đổi ý đòi hỏi thêm yêu cầu gì nữa vậy lúc ấy thật khó bàn giao với mọi người trong quy khư thần điện chu nguyên thấy bộ dáng hơi chật vật này của kim la cổ tôn không nhịn được cười một tiếng sau đó giơ một ngón tay cái lên với yêu yêu nhìn khắp chư thiên này sợ là chỉ có mình nàng mới có thể làm cho vị cự đầu của quy khư thần điện này chật vậy đến như vậy thôi sau khi cuộc chiến tranh đoạt thạch long kết thúc vì phòng ngừa thánh tộc phản công, đồng thời cũng để cho yêu yêu có một hoàn cảnh yên ổn để luyện đan, thành chư thiên không còn dừng lại tại hư không hỗn độn nữa, mà được các thánh giả di chuyển tiến vào thiên vực chư thiên, nằm dưới sự bảo hộ của hỗn nguyên chu thánh trận, hoàn cảnh yên ổn làm cho thành chư thiên trở nên vắng lặng rất nhiều, nhưng chỉ có chỗ đại điện luyện đan nằm giữa thành kia là vẫn luôn cuộn trào ba động nguyên khí cả ngày lẫn đêm, lò luyện đan to lớn kia vẫn đang vận chuyển ngày đêm, với số lượng tàn hồn thạch long lớn đến như thế này, nếu muốn luyện chế thành tổ long đan thì không phải là việc dễ cũng chỉ có yêu yêu mới có thể khống chế được công trình lớn tới mức này bằng không nếu đổi lại là bất cứ một vị thánh giả nào sợ rằng cũng khó có thể làm được trong đại điện lò luyện đan vẫn đang bốc lên ngọn lửa hừng hực ở vị trí trung ương yêu yêu đang ngồi xếp bằng mà trung nguyên thì đang ngồi bên trái nàng chỉ khác là những cường giả pháp vực hỗ trợ luyện đan trước đó đã không còn ở đây thay vào đó là ba vị thánh giả đến từ quy khư thần điện ba người đều là thánh giả nhất liên ba người đều có địa vị tôn sùng, nhưng bây giờ lại chỉ làm công việc trợ thủ, cung cấp nguyên khí cùng nhiên liệu. Nhưng ba người cũng không cảm thấy việc này có vấn đề gì, dù sao trước đó đã được chứng kiến cảnh yêu yêu dùng một tiễn bắn thương cổ thánh tiên chảm của thánh tộc, bây giờ dù là thánh giả của chi thiên, khi đối mặt với yêu yêu cũng cực kỳ tôn kính cùng khách khí. Có ba vị thánh giả trợ giúp, hiệu suất luyện chế tổ long đan cũng tăng cao rất nhiều, nhưng dù vậy sau suốt một tháng, lượng tan hồn ẩn chứa trong thạch long cũng mới chỉ tiêu hao mất một phần năm mà thôi tính ra nếu muốn triệt để luyện hóa tàn hồn thì còn cần phải ít nhất nửa năm trở lên lúc này lò luyện đan đột nhiên bộc phát ra âm thanh vù vù sau đó một làn sương mù thơm ngào ngợt chợt cuộn ra như thủy triều tràn ngập cả tòa đại điện trong màn sương có gần trăm tia sáng bắn ra tự như mưa sao băng chạy tứ tán nhưng chúng còn chưa kịp rời khỏi phạm vi của lò luyện đan đã bị một lực lượng cường đại nắm lấy khi những tia sáng này xuất hiện lại lại đã đang nằm trong bàn tay yêu yêu chỉ thấy từng viên đan dược trong triện tỏa ra linh quang đang quay tròn cổ xưa mà linh tính bây giờ có yêu yêu dùng hết toàn lực cộng thêm có ba vị thánh giả hỗ trợ hiệu suất luyện đan tăng mạnh hơn nhiều yêu yêu búng tay một cái những viên tổ long đan này liền bay về ba vị thánh giả do bọn họ bảo quản sau khi ném tổ long đan đi yêu yêu không để ý tới nữa đôi mắt thanh tịnh xinh đẹp nhìn về phía chu nguyên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên cạnh lúc này nguyên khí toàn thân chu nguyên đã nội liễm không hề có ba động nhìn qua như một tòa vực sâu khó có thể lường trong khoảng thời gian luyện chế tổ long đan này Chu Nguyên cũng nhận được lợi ích không nhỏ, đầu tiên, lửa luyện đan trong lò luyện đan là lực lượng do thánh giả biến thành, trong quá trình điều khiển loại lửa này, tự thân Chu Nguyên cũng nhận được rèn luyện, trở nên càng thêm bền bỉ, có thể nói đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, bởi vì ngày thường sẽ không có vị thánh giả nào chịu hóa thánh lực bản thân thành lửa luyện, giúp cho một tên pháp vực cảnh rèn luyện nguyên khí, hơn nữa, cũng không phải pháp vực cảnh nào cũng có thể chịu được cách rèn luyện kiểu này, dù là Chu Nguyên, ở thời gian đầu cũng bị loại lửa do thánh lực biến thành này làm cho lên bờ xuống ruộng nếu không phải nội tình tự thân hắn đủ hùng hậu, lại thêm phẩm cấp nguyên khí đã là thánh long cửu phẩm, chỉ sợ ngay từ lần tiếp xúc đầu nội tình nguyên khí của hắn đã bị đốt hết sạch, nhưng chỉ cần trải qua giai đoạn ban đầu gian nan nhất này, Chu Nguyên cũng đã thu được lợi ích không nhỏ, sau khi đột phá, tới nguyên anh, tiến độ tăng tu vi của hắn không hề chậm lại, ngược lại nhanh hơn, không hề có trở ngại, tăng từ pháp vực cảnh giới thứ nhất lên tới pháp vực đỉnh phong. Đương nhiên, thực lực tăng nhanh như vậy cũng mang lại một chút di chứng chính là thân thể chưa kịp quen thuộc với lực lượng khổng lồ này mà lần luyện đan này thánh lực của thánh giả như lửa gen cùng nước lạnh làm cho nguyên khí tự thân trung nguyên được rèn luyện nhiều lần làm cho hắn dần dần khống chế được lực lượng tự thân lại đạt tới mức độ khống chế tinh vi thế nên mới nói việc luyện đan suốt một tháng qua là một cơ hội khó được dành cho trung nguyên ba vị thánh giả thu cắt tổ long đan ánh mắt nhìn trung nguyên vẫn còn đang tu luyện trong mắt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ bọn họ cũng hiểu suốt một tháng qua lực lượng bản thân đang không ngừng bị chu nguyên lợi dụng để rèn luyện tự thân nhưng nhiệm vụ lần này của bọn hắn vốn là cung cấp lực lượng cho lần luyện đan này mà bản thân chu nguyên cũng không có yêu cầu quá đáng nào hắn chỉ tu luyện sau khi đã hoàn thành công việc nói thực ba vị thánh giả cũng cực kỳ kinh ngạc khi chu nguyên có thể chống đỡ được lửa rèn do thánh lực của ba người biến thành thảo nào ngay cả thái hiên cũng thua dưới tay hắn danh hiệu pháp vực cảnh đệ nhất chư thiên này cũng coi như là danh xứng với thực chu nguyên cũng không tu luyện quá lâu chỉ một lát liền mở hai mắt ra trong đôi mắt kia như ẩn chứa tinh không vô tận so với lúc giao chiến cùng thái hiên thì lúc này Chu nguyên đã bớt nhợi khí đi nhiều nhưng không vì vậy mà có vẻ yếu đi ngược lại đây là do lực lượng toàn thân đã được thu liễm lại mạnh mẽ hơn nhiều mà một khi lực lượng này hoàn toàn bộc phát sẽ tỏa sáng khắp chư thiên như mặt trời sáng chói mà ở nơi mi tâm của chu nguyên có một đạo thần hồn chi quang như ẩn như hiện tượng như một tân ảnh ngồi xếp bằng ôn nhận như ngọc trong khoảng thời gian luyện đan vừa qua không chỉ nguyên khí tự thân chu nguyên được lợi mà thần hồn cũng tăng tiến khá nhiều đương nhiên sự tiến bộ này không có liên quan lắm tới ba vị thánh giả mà thực tế là bởi vì trong lúc luyện chế tổ long đan thỉnh thoảng yêu yêu sẽ cố ý dẫn phần tàn hồn tổ long dư thừa về phía hắn tuy rằng số lượng một lần không lớn nhưng số lần lại rất nhiều thế nên trong một tháng này thần hồn trung nguyên vẫn đang thong thả tăng lên mà hiện nay thần hồn như ngọc chính là dấu hiệu khi thần hồn tăng lên du thần trung kỳ thần quan nơi mi tâm trung nguyên dần tan đi hắn nhìn về phía ba vị thánh giả ông quyền nói ba vị đại tôn vất vả rồi tuy rằng ba vị thánh giả đều bị động giúp hắn tu luyện nhưng chu nguyên vẫn phải nhận phần ân huệ này cũng cần tôn trọng bọn họ ba vị thánh giả thận trọng cười cười sau đó gật nhẹ đầu với yêu yêu thân ảnh dần mờ nhạt cuối cùng tan biến trong hư không yêu yêu vươn nhẹ lưng mệt mỏi sau đó ôm lấy thôn thôn vẫn còn đang ngủ gật đi xuống đài cao tới bên cạnh chu nguyên chu nguyên nhìn nàng cười cười sau đó cùng nàng bước ra khỏi đại điện hai người sóng vai đi trên con đường đá vụn đầy bóng cây xanh mát lăn gió nhẹ quét qua lá cây đong đưa ánh nắng nhỏ vụ xuyên qua khe hở lá cây rơi vào trên thân hai người bầu không khí thật yên tĩnh và ấm áp hai người đều không nói chuyện đều hưởng thụ bầu không khí này mãi một lúc sau chu nguyên mới nói con đường nhập thánh quả là khó như lên trời hiện nay hắn đã là pháp vực đỉnh phong thế nên cũng bắt đầu tiếp xúc với con đường nhập thánh chỉ là trong suốt khoảng thời gian này mặc dù thực lực chu nguyên vẫn đang tiến lên nhưng hắn lại cảm giác được bản thân vẫn còn cách cấp bậc kia một khoảng cách khổng lồ đó là ranh giới giữa phàm và thánh từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu với thiên phú kinh người phải dừng bước tại đây, thường tiếc cả đời. Nếu để người bên ngoài nghe thấy một người vừa mới bước vào pháp vực cảnh được mấy tháng, thế mà đã ngấp nghé lên con đường thành thánh giả thế này, sợ rằng sẽ không nhịn được đánh cho hắn một trận đấy. Yêu yêu khẽ mỉm cười, nói, Chu Nguyên cười cười, nói, ta nghe sư phụ truyền tới tin tức, thánh tộc vẫn không có hành động trả thù nào, hơn nữa trở nên an tĩnh rất nhiều, nhiều hoạt động đều thu lại, rất nhiều người nói, có thể là bị mũi tên kia của nàng dọa cho rồi, mặc dù cười, nhưng ánh mắt chu nguyên lại trở nên cực kỳ ngưng trọng bởi vì hắn không đồng tình với quan điểm này nội tình của thánh tộc vượt xa chư thiên dù là mũi tên kia của yêu yêu cực kỳ khủng bố nhưng vẫn chưa thể dọa được thánh tộc thế nên chu nguyên cảm thấy sự an tĩnh quỷ dị này của thánh tộc làm cho người ta cảm thấy lo lắng hắn sợ lần này thánh tộc biết được lực lượng của yêu yêu sẽ chuyển hướng mục tiêu về phía nàng chu nguyên cũng không nói ra suy đoán này một là còn chưa chắc chắn hai nữa là cũng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới tâm tình của yêu yêu mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Chu Nguyên bắt đầu tiếp xúc với con đường thành thánh, bởi vì hắn hiểu, chỉ khi thực sự bước vào thánh giả cảnh, mới có thể có tư cách trở thành người đánh cờ, trong bàn cờ giữa chư thiên và thánh tộc, mới có đủ tư cách đi thay đổi một số thứ, nhưng thật tiếc, con đường thành thánh này quá khó khăn, trong lòng cháu lên suy nghĩ, chợt, Chu Nguyên dừng lại bước chân, nhìn về phía yêu yêu, mở miệng hỏi, ta nhớ, năm đó khi nàng trao tổ long kinh cho ta, dường như từng nói, còn có nguyên khí càng cao cấp hơn cửu phẩm nguyên khí vượt qua cửu phẩm yêu yêu ôm lấy thôn thôn dạo bước trên đường nhỏ nghe chu nguyên hỏi vậy bước chân không khỏi hơi dừng lại ánh mắt nàng có chút hoảng hốt một lát sau mới cười nhẹ nói không ngờ chàng vẫn còn nhớ rõ chuyện này trong thị địa này nguyên khí phân chia cửu phẩm trong đó cửu phẩm là cao cấp nhất bây giờ nguyên khí trung nguyên đã đạt tới cấp độ cửu phẩm nếu bàn về phẩm chất thì đã cơ như là đứng đầu toàn bộ thiên nguyên giới mà năm đó tại đô thành đại chu trong lần đầu yêu yêu đưa tổ long kinh cho chu nguyên đã từng nói quyển công pháp này có thể tu luyện ra được nguyên khí vượt qua cử phẩm chỉ là đối với chu nguyên lúc đó cái này thật quá mức xa xôi nào ai ngờ tới thoáng qua nhiều năm sau người thiếu niên năm đó vừa mới tu luyện tổ long kinh này đã đạt tới bước này câu đó không phải là câu nói đùa của nàng đấy chứ thấy vẻ mặt khác thường của yêu yêu chu nguyên cười khổ hỏi thật ra trong khoảng thời gian này hắn cũng đã lật xem rất nhiều sách cổ mà điều làm hắn kinh ngạc là trong những quyển sách cổ này đều coi nguyên khí cửu phẩm là nguyên khí tột đỉnh rồi, chưa từng ai có thể vượt qua. Thậm chí là đối với rất nhiều thánh giả, ba gồm cả ba vị cổ tôn, nguyên khí của bọn họ ngưng luận thành thế giới vĩ lực, lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng về bản chất đây vẫn là khí cửu phẩm, chỉ là được dung hợp thêm ý chí cùng quy tắc của thế giới mà thôi. Yêu yêu vốt nhẹ đầu thôn thôn, nói khẽ, đúng là từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trường hợp có nguyên khí có thể vượt qua cửu phẩm. Chu Nguyên nghe vậy đúng môi, u oán nhìn yêu yêu, quả là nàng đang đùa mình. Nhưng, chưa xuất hiện, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Đôi mắt trong như làn thu thủy của yêu yêu nhìn chăm chú Chu Nguyên, nàng nói. Nhưng đó không phải là thứ mà bây giờ chàng có thể chạm tới. Nếu chàng muốn nhập vào nó để nhập thánh, nói thế nào đây? Tựa như dùng dao mổ trâu để giết gà, khóe miệng Chu Nguyên không khỏi run rẩy. Bao nhiêu thiên kiêu khổ tu suốt đời, chỉ mong bước lên được con đường nhập thánh này. Thế mà bây giờ yêu yêu lại nói với hắn, nếu muốn dùng cách tăng cấp độ nguyên khí lên qua cửu phẩm để bước vào thánh giả thì quá không đáng. Nếu như người nói câu này không phải là yêu yêu, là một trong những người có thân phận tôn quý nhất chư thiên, chỉ sợ Trung Nguyên đã không nhịn được quật cho một phát, ngươi có tư cách gì nói lời này. Lúc này, sắc mặt của yêu yêu trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng chăm chú, nàng nói, Chu Nguyên, đừng nên đánh giá thấp tổ long kinh, đó thực sự là pháp môn đệ nhất của cõi thiên địa này, dù là vị thánh thần kia, cũng từng muốn nhìn trộm nó, mà những thiên kiêu thánh tộc mà chàng từng tiếp xúc kia đều tu luyện cổ thần kinh, đây thật ra là vị thánh thần kia nhòm trộm tổ Long Kinh rồi mới sáng chế ra được. Tổ Long Kinh là kinh pháp do Tổ Long để lại, có lẽ trong đó có đại huyền diệu. Chu Nguyên nghe vậy không khỏi chấn động, lời mà Yêu Yêu nói có thể coi là bí mật cực lớn trong cõi thiên địa này, ngay cả Quy Khư thần điện cũng chưa chắc biết được. Hắn có dự cảm, chỉ sợ trong tương lai, Tổ Long Kinh sẽ là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để thay đổi thế cục thiên biến này. Lần này chàng bước một bước từ Nguyên Anh lên tới pháp vực đỉnh, coi như là bước ra một bước dài. Tuy rằng nhiều năm này chàng kiên trì rèn luyện, nội tình cực kỳ kiên cố, nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan. Trong nửa năm luyện đan này, chàng cân tận dụng cơ hội rèn luyện, có ba vị thánh giả làm lao động miễn phí, không dùng thì phí. Muốn đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có, trước tiên cần chuẩn bị cơ sở kiên cố vượt qua sơn nay. Làn gió nhẹ bay tới, lay động mép váy của yêu yêu, sợi tóc đen tung bay giữa trời, dung nhan xinh đẹp như thần nữ đến từ cung trăng, thanh lãnh mà tôn quý, khiến người ta khó mà rời mắt. Chu Nguyên hơi nhíu mày, lần này yêu yêu chỉ nói sơ qua có rất nhiều chỗ hắn còn chưa hiểu nhưng hắn cũng không hỏi thêm với tình cảm giữa hai người nếu yêu yêu đã không muốn nói vậy cũng là vì có lý do riêng nhưng có điều có thể khẳng định tổ long kinh thật sự phi phàm không thể coi thường ta biết rồi hắn gật đầu từ sau khi nguyên khí tiến hóa thành thánh long khí chu nguyên đã bắt đầu tránh mảng việc thôi diễn cùng cảm ngộ có lẽ cũng có thể thừa dịp nửa năm luyện đan này triệt để xem lại tự thân tổng kết quy nạp chỉ khi hiểu rõ tự thân mới có thể phá vỡ màn xương nhìn thấy con đường nhập thánh tương lai sau trận chiến tại bí cảnh thạch long thánh tộc thu hồi rất nhiều hành động trở nên yên tĩnh dị thường mà điều này cũng làm cho bên chư thiên thở vào một hơi chỉ là quy khư thần điện vẫn chưa từ bỏ cảnh giác dù sao họ quá hiểu thánh tộc tuy rằng lực lượng mà yêu yêu thể hiện ra có thể tạo ra tác dụng chấn nhiếp nhưng bất kế thế nào hiện giờ nàng vẫn còn chưa thành đệ tam thần thế nên nếu nói thực lực của nàng thật dọa cho thánh tộc không dám có hành động thì quả thực là ngây thơ thế nên bọn họ đều cho rằng sự an tĩnh này của thánh tộc là vì bọn hắn có tính toán khác, chỉ là mọi người còn chưa đoán ra, nên chỉ có thể đề phòng. Thánh tổ thiên, đây là thiên vực hạch tâm của thánh tộc, ở chính giữa thánh tổ thiên, có một toàn núi nguy nga đứng sừng sững, ngọn núi này tràn đầy cổ xưa, khiến người ta khó có thể nhận ra tuế nguyệt, vận vị mà nó tỏa ra chứng tỏ từ lúc thiên địa còn sơ khai, ngọn núi này như đã xuất hiện, đây là thánh sơn của thánh tộc, nghe đòn khi thiên địa còn mới hình thành, thánh thần cũng sinh ra từ ngọn núi này vô số vòng xanh sáng màu bạch vờn quanh thánh sơn mà tất cả người trong thánh tộc đều sẽ triều bái với thánh sơn mỗi ngày bởi vì ở nơi đó có vị thần sáng thế của bọn họ trên đỉnh thánh sơn trong một tòa đại điện màu vàng óng cổ xưa tăng thương trên đại điện có một lỗ trống to lớn kéo sâu xuống lòng đất như vô cùng vô tận dù là thánh giả cũng khó có thể nhìn thấy cuối hắc ám cực đại khi nhìn vào hố sâu làm cho người ta cảm thấy sợ hãi vô biên ở xung quanh đại điện tia sáng hơi ám trầm tựa như tinh không có thể thấy được bảy tòa đài sen như ẩn như hiện trong hắc ám trên mỗi đài sen đều có một bộ pho tượng sinh động như thật từng pho tượng tỏa ra khí thức cổ xưa mạnh mẽ phốc bỗng nhiên một sóng chấn động chợt xuất hiện trong đại điện sau đó bảy tòa đài sen lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt bảy pho tượng trên đó cũng tỏa ra quang mang bí cảnh tổ long rơi vào trong tay chư thiên mà vị đệ tam thần kia cũng thật sự phát triển thành công thật là không ngờ tới đệ tam thần là một mối nguy lớn lúc này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh có thể còn có cơ hội đúng vậy tuy rằng thần của ta cũng không sợ vị đệ tam thần này nhưng chúng ta thân là kẻ bề dưới có nhiệm vụ gạt bỏ hết thảy uy hiếp đợi đến thần của ta thức tỉnh cả thế giới này sẽ về tộc ta có kế hoạch gì không bây giờ đệ tam thần kia trốn trong hỗn nguyên chu thánh trận chỉ sợ khó có thể nhúng tay hơn nữa dù rằng chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng lực lượng cũng cực kỳ khủng bố từng âm thanh tối nghĩa khàn khàn cổ xưa truyền ra từ bảy pho tượng nhưng đang bàn luận đám người đột nhiên im bặt lại trong ánh mắt dần nổi lên vẻ khiết sợ bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại trong cái hố sâu thẳm mà ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn rõ kia đột nhiên có từng sợi hào quan mang theo thần tính bay tên cuối cùng háo thành một cây mâu cổ xưa tràn đầy vết rách trong lúc bảy vị cổ thánh còn đang rung động một âm thanh thần bí phương miểu tưởng như từ nơi xa xăm nào đó cũng chuyển tới đi sát thần thời gian trôi qua như cát chảy đầu ngón tay chỉ nhoáng cái đã qua nửa năm trong lúc thanh danh của chu nguyên vẫn còn đang vang vọng khắp chư thiên thì bản thân hắn lại chỉ luôn ở trong thành chư thiên dùng toàn bộ thời gian để luyện chế tổ long đan cùng với rèn luyện tự thân mà trong khoảng nửa năm này giữa chư thiên và thánh tộc đều rất an bình hai bền đều khá khắc chế số lần va chạm giảm bớt rất nhiều điều này khiến cho nhiều người thầm thở phào một hơi dù sao thánh tộc quá có hung danh nếu bây giờ chư thiên có đủ thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức thì không thể tốt hơn đặc biệt là bây giờ không ngừng có tổ long đan được chuyển ra khỏi thành chư thiên đưa đi các nơi khiến cho đông đảo cường giả nguyên anh pháp vực của chư thiên đều đạt được sự tăng trưởng khả quan về thực lực. Một vài người dừng bước tại cảnh giới đã nhiều năm nay nhờ vậy mà lại tiến bố. Theo một số liệu thống kê không chính thức, chỉ trong nửa năm này, số lượng pháp vực cảnh giới thứ ba của chư thiên được sinh ra có thể sánh ngang với tổng số của trăm năm qua cộng lại. Đây chính là thần hiệu mà Tổ Long Đan mang lại. Thế là trong khoảng thời gian này, bầu không khí toàn bộ chư thiên đều vui mừng phấn khởi. Những cường giả nhờ Tổ Long Đan đột phát đều tán dương chân thành thần nữ, mà Trung Nguyên, thân là người hợp tác luyện chế Tổ Long Đan, cũng nhờ đó mà danh vọng lại lên cao, có thể nói là nhân vật chạm tay có thể bỏng của Chư Thiên, thành Chư Thiên trong tiểu viện u tĩnh. Lúc này, Trung Nguyên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hai mắt đóng chặt, thân thể tựa như lỗ đen không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa trong phạm vi ngàn dặm. Điều này cũng dẫn tới trên không trung tiểu viện hình thành một vòng xoáy nguyên khí, lốc xoáy xoay tròn, không ngừng hấp thu nguyên khí mênh mông ở xung quanh đưa vào trong cơ thể Trung Nguyên. Quá trình tu luyện này kéo dài chừng một nén nhang, vòi rồng nguyên khí trên bầu trời mới thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành thanh quang chui vào cơ thể chu nguyên trên làn da chu nguyên có linh quang lấp lóe làm cho toàn thân hắn tỏa ra khí thế mênh mông nặng nề khó có thể miêu tả chu nguyên vẫn chưa dừng lại hai mắt vẫn cứ đóng chặt nếu có cường giả pháp vực ở đây thì có thể nghe thấy một cách mơ hồ có một tiếng long ngâm trầm thấp mà cổ xưa đang vang lên từ trong cơ thể chu nguyên yêu yêu nằm nghiêng ưu nhã trên cành cây vạt váy màu đỏ tía rụ xuống một đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh lay nhẹ từng tia sáng nhỏ phụn chiếu xuống tiểu viện như đang đong đưa theo nhịp chân, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp khiến người ta lưu luyến xôn xao. Tay nhỏ của nàng nắm hồ lô ngọc, ngẫu nhiên nâng lên thưởng thức một ngụm, đôi mắt thanh tịnh không linh thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Nguyên. Có lẽ người khác khó có thể nhìn thấy sự thay đổi trong cơ thể Chu Nguyên, nhưng lúc này này lại thấy rất rõ ràng, chỉ thấy trong tầm mắt của yêu yêu, thánh long khí trong cơ thể Chu Nguyên đang chấn động kịch liệt, nguyên khí vận chuyển tựa như một con cự long cổ lão thần thánh đang uốn lượng, từng tiếng long ngâm không ngừng vang vọng tiếng ngâm truyền đi tới nơi nào, huyết nhục, xương cốt, tinh mạch ở nơi đó đều đang có sự thay đổi tiến hóa, trên làn da Chu Nguyên dần hiện lên từng sợi ánh sáng màu tử kim, nếu có thể nhìn thấy đến chỗ nhỏ bé nhất thì sẽ phát hiện, những sợi ánh sáng tử kim kia là do vô số vài dòng màu tím biến thành, Thôn Thôn ở bên cũng đột nhiên đứng người lên, gầm nhẹ với Chu Nguyên, lúc này trên thân Chu Nguyên đang tỏa ra một loại khí tức tựa như của tiên thiên thánh thú, khí tức này có tồn tại trong trí nhớ của Thôn Thôn đó là khí thức mà chỉ có tiên thiên thánh thú đứng đầu thiên địa này mới có thể có sau khi tổ long hóa thân thành vạn vật tiên thiên thánh thú sinh ra tổ thao cùng thánh long đã từng gặp nhau lúc này thân thể trung nguyên đang dần chuyển hóa về phía tiên thiên thánh thú đương nhiên đây không phải thật sự là hóa thành thú mà là sự biến hóa ở cấp độ càng sâu càng bản chất hoặc có thể nói trung nguyên đang biến thành tiên thiên thánh thú hình người yêu yêu vỗ nhẹ thôn thôn ánh mắt nhìn qua trung nguyên với vẻ hài lòng trong suốt nửa năm này chu nguyên không hề lười biếng ngược lại mượn nhờ lực lượng của ba vị thánh giả kia để rèn luyện tự thân đồng thời dung hợp hoàn mỹ với thánh long khí chính nhờ sự dung hợp hoàn mỹ này hiện tại hắn mới có thể dung hòa thánh long khí vào sâu trong thân thể từ đó có sự biến đổi này yêu yêu nhất một ngụm rượu nhỏ cũng chỉ có nàng mới biết trong nửa năm này chu nguyên đã phải chịu bao đau khổ mặc kệ là sự rèn luyện của ba vị thánh giả hay là thánh long khí chấn động nục thân đều đem lại đau đớn cực lớn bởi vì mỗi lần như vậy là một lần máu thịt bị đánh nát sau đó tái tạo lại nhưng dù vậy chu nguyên vẫn chưa từng chùn bước cũng may sau nửa năm quá trình này đã hoàn thành rồi tại lúc yêu yêu đang thầm thở dài một hơi trên tảng đá xanh kia chu nguyên đột nhiên mở mắt lúc này hai con mắt của hắn có màu tử kim như mắt rồng một luồng long uy khủng bố đột nhiên tỏa ra từ trên người hắn luồng uy áp cường đại này gần như có thể hủy thiên diệt địa nhưng cũng may yêu yêu đã chuẩn bị từ sớm cánh tay ngọc giơ lên liền có một luồng lực lượng vô cùng mà khủng bố phát ra từ hư không vừa vạn hóa giải uy áp tỏa ra từ cơ thể chu nguyên phù một đoàn hào quang màu tử kim vun ra từ trong miệng chu nguyên tựa như long tức trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng khó nén bởi vì hắn cảm giác được biến hóa của tự thân lúc này thân thể của hắn đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất từ trước tới nay lực lượng kia như có thể di chuyển cả sao trời lật tung thập vạn sơn hơn nữa điều làm cho hắn để ý nhất là trong khoảnh khắc khi thân thể hắn hoàn thành chuyển biến thì có một luồng tin tức thần bí tràn vào trong óc đó là cảm ngộ đến từ tổ long kinh là một môn thánh nguyên thuật chu nguyên cảm nhận tin tức cuối cùng ý cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm qua nửa năm cố gắng cuối cùng hắn đã được đền đáp tổ long kinh quả là pháp đệ nhất của thiên địa đồng thời cũng là bảo tàng chân quý nhất trong cõi thiên địa này chu nguyên nhảy từ trên đá xuống vừa ngằng đầu đã thấy mép váy màu đỏ tía bay trong gió nhẹ cùng đôi chân dài trắng đến mức làm cho người ta lóa mắt kia không khỏi cảm thán nói đây chính là phần thưởng cho sự cố gắng của ta trong suốt thời gian vừa qua sao yêu yêu tức giận liếc hắn một cái vừa định nói chuyện vẻ mặt lại hơi động thân ảnh phiêu miểu rơi xuống mà mãi đến khi yêu yêu rơi tại bên người, Chu Nguyên mới có cảm ứng, quay đầu lại, liền nhìn thấy có hai thân ảnh giá nương nổi lên chỗ cửa viện, đó là Kim La Cổ Tôn cùng sư phụ Thương Nguyên. Ha ha, thời gian vừa qua thật là vất vả cho hai vị rồi, Kim La Cổ Tôn cười tùng tìm nói, ánh mắt của ông ấy hơi dừng lại trên người Chu Nguyên, sâu trong mắt hiện lên bất ngờ, lại quay đầu liếc nhìn Thương Nguyên, hiển nhiên đã nhận ra sự biến hóa trong nửa năm này của Chu Nguyên, so với ta, yêu yêu mới thật càng giống sư phụ của con. Thương Uyên cũng cười khổ, nói với Chu Nguyên, từ năm đó thu chu nguyên làm đệ tử thật ra thương uyên cũng không dùng bao nhiêu thời gian để dạy bảo chu nguyên ngược lại là yêu yêu mãi từ lúc chu nguyên còn thời niên thiếu vẫn luôn theo bên cạnh hắn đi tới hôm nay yêu yêu nghiêng đầu nhìn chu nguyên hơi trầm ngâm chút nói nói cũng đúng xem ra chàng đúng là phải cảm ơn ta thử kêu một tiếng sư phụ ta nghe một chút xem nào chu nguyên thấy ý cười trong mắt yêu yêu bĩu môi nói ta đã tặng cả thân thể mình cho nàng làm tiền công rồi còn cần nói cảm ơn làm gì nếu không nàng lựa thời gian rảnh chính thức thu nhận ta đi yêu yêu nghe vậy hơi giật mình tức giận nhìn hắn kim la cổ tôn cùng thương uyên vội ho một tiếng nhắc nhở hai người là vẫn còn hai lão già đang ở bên cạnh cổ tôn sư phụ hiên người đột nhiên tới đây chỉ là vì tuyên bố nhiệm vụ của chúng ta kết thúc hoàn mỹ rồi à chu nguyên cười nói đây chỉ là một trong số những mục đích mà chúng ta đến đây sắc mặt của kim la cổ tôn cùng thương uyên cũng trở nên ngưng trọng lên hai người nhìn chằm chằm chu nguyên chậm rãi nói có một chuyện hẳn là rất quan trọng với con chuyện gì? Chu Nguyên thấy hai người nghiêm mặt, cũng thu lại ý cười, câu nói kế tiếp của Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên làm cho con người Chu Nguyên co rụt lại. Thương Huyền Thiên gặp đại biến. Video tập 268 bộ truyện Nguyên Tôn kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Kỳ Quy Truyện.